Trước tiên để chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành làm thí nghiệm. Thực ra chúng ta đang lặp lại cái thí nghiệm mang tính lịch sử, và thí nghiệm này là của ngài Newton. Ở thí nghiệm của ngài Newton, trong cái thí nghiệm thứ nhất thì ngài ấy dùng các cái dụng cụ như trên hình vẽ, gồm có một nguồn đèn chiếu ánh sáng trắng. Thực ra ngày xưa thì ngài Newton là dùng một cái thí nghiệm là ông ta dùng ánh sáng mặt trời, bởi vì thời đó như chúng ta đã biết là chưa có cái đèn có ánh sáng trắng. Đấy, ánh sáng thì thông thường là dùng bằng nến, nhưng ngài muốn có một nguồn sáng mạnh hơn và ngài đã dùng trực tiếp nguồn sáng ánh sáng mặt trời, và ngài dùng một hệ thống gương rồi khe hẹp để tạo ra một tia sáng trắng. Và bộ phận mà không thể thiếu được đó là ngài làm một cái lăng kính. Lăng kính thì đây, hình dạng thật của lăng kính đây, và lăng kính thì người ta định nghĩa nó là một khối trong suốt, khối lăng trụ đứng trong suốt và thường có tiết diện là tam giác, nên do đó khi vẽ lăng kính thì người ta thường vẽ cái mặt tiết diện này. Và đối với lăng kính thì cái phần trên này chúng ta gọi nó là đỉnh, cái này chúng ta gọi là đáy. Đây là hai mặt bên, đây là hai mặt bên. Ở thí nghiệm đầu tiên, ngài Newton tiến hành làm thí nghiệm như sau. Ngài ấy cho một dải sáng hẹp màu trắng và ngài tiến hành chiếu đi qua lăng kính. Ở phía sau lăng kính này, ngài tiến hành quan sát ánh sáng ở phía sau, và cụ thể ngài có thể đặt một cái màn có thể nhìn quan sát rõ hơn.